tại các triển lãm chuyên ngành về vật liệu xây dựng thời gian gần đây, sản phẩm đèn sưởi hồng ngoại Hans dùng cho phòng tắm, nhà tắm đã được nhiều người tiêu dùng quan tâm bởi những tính năng ưu việt. Gia đình tôi đã sử dụng đèn sưởi nhà tắm Han được hơn một năm. Tôi cảm thấy rất hài lòng về chất lượng cũng như là hiệu quả của sản phẩm. Sản phẩm này vừa có chức năng chiếu sáng cũng như là thông gió cho nhà tắm mùa đông. Có thể sử dụng đèn hồng ngoại để sưởi ấm cho mọi người, đặc biệt tốt nhất cho người già và trẻ em. Chức năng làm nóng nhanh cộng với những tiện ích khác như chiếu sáng, thông gió và đặc biệt là tiết kiệm điện. Sản phẩm đèn sưởi Han đang được nhiều người lựa chọn để lắp đặt cho các công trình mới xây. Sản phẩm sử dụng thích hợp nhất vào mùa đông, đặc biệt là những gia đình có người già và trẻ nhỏ bởi độ an toàn cao và dễ sử dụng. Với sản phẩm đèn sưởi Han, người tiêu dùng giờ đây đã có thêm một lựa chọn mới làm tăng tiện ích cho ngôi nhà của mình.